Xin chào cô chú anh chị. Bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang đứng ngay ngã tư. Cái đường này là đường số 30 Ngô Quyền, còn đường nhựa này là đường số 32 Trần Phú. Ở đây là ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Tấn sẽ quay cái lô đất là kế bên cái ngã tư này nha. Lô đất đang cần bán là bên đây nè cô chú anh chị. Đất này hướng Tây, chiều ngang á ở phía trước là 5m8, còn chiều dài của đất á là 28m5. Tổng diện tích đất là 163,6m2 nha, có 100m2 thổ cư, còn lại đất cây lâu năm. Thì cái đường mặt tiền của đất á là đường số 30 Ngô Quyền. Đây, đi ra hướng này là đường Ngô Quyền nè, ở đây là gần chợ Long Hải, gần trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh nha. Còn đi ra hướng này một cây số là ra đường Trần Phú. Đi ra hướng bên đây và ra hướng này là đường Hóc Trăm. Đó, bây giờ là anh Vũ chủ đất bán cái lô đất này với giá 116 triệu một mét ngang. Đây là tờ sổ hồng chính chủ, không có qua môi giới trung gian nha. Anh Vũ nói là ở đây người ta bán là 120, 130 một mét ngang không á anh chị. Bây giờ anh Vũ là muốn bán nhanh cho nên là bán giá rẻ nha, 116 triệu mét ngang. Rồi, bây giờ Tấn sẽ quay cái miếng đất đang cần bán cho cô chú anh chị coi nha. Cái lô đất của anh Vũ kêu bán á, là cách ngã tư này là có 10 mét thôi nha cô chú anh chị. Đây, miếng đất là giáp bên nhà hàng xóm này nha. Cái đường mặt tiền của đất là đường số 30 Ngô Quyền. Đường này là đường số 30, lộ giới cũng là 30m. Thì sắp tới nhà nước sẽ lên nhựa cái đường này luôn nha cô chú anh chị. Bây giờ thị xã Hòa Thành á, đang đầu tư về hạ tầng giao thông rất là tốt nha. Đang phấn đấu để lên đô thị loại 3, là tương đương với cấp thành phố đó cô chú anh chị. Đây, đi ra hướng này là ra đường Ngô Quyền nè. Định vị Google Maps của đất Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Còn cái đường này là đường số 32 Trần Phú. Đó, bây giờ là nhà nước đang nâng cấp lên nhựa rất là nhiều. Cái đường 32 này cũng mới vừa lên nhựa luôn á. Đây, lô đất đang cần bán là kế bên cái cây vú sữa này nha, và giáp ranh với hàng xóm bên đây. Cái đường phía bên đây, cái đường nhựa đằng đây nè cô chú anh chị, đường nằm ngang á là đường số 30 Trần Phú nha. Và đi thẳng ra hướng này 300m là ra đường Hóc Trăm. Đây, lô đất đang cần bán. Thì từ cái trụ xi măng này, đây cô chú anh chị thấy nè, cách cái ngã tư là có 10 mét thôi nha. Từ cái trụ xi măng này ngang qua tới cái trụ xi măng giáp bên tường nhà hàng xóm đây. Đó, chiều ngang ở phía trước là 5m8, còn chiều dài của đất á là 28m5. Ở đằng sau á là có cái hẻm 4m, mà hẻm 4m đang giờ nhà nước chưa mở nha. Đây, cái nền đất bên trong thì cao ráo bằng phẳng nè. Anh Vũ nói là cho chú hàng xóm mượn đất để trồng này, cho dọn dẹp cỏ đó cô chú anh chị. Nếu mà để không thì cỏ nó sẽ mọc lên ha. Trồng đồ hàng bông như thế này á, nó sạch đất nha. Nền đất cao ráo bằng phẳng. Đó, thì giá bán là 116 triệu một mét ngang. Giá bán nguyên cái miếng này luôn là 657 triệu. Bây giờ tổng quay buổi chiều nha cô chú anh chị. Nay là học sinh nghỉ hè hết rồi. Nếu mà học sinh còn đi học á, thì buổi chiều như thế này nè là học sinh đi về đông dữ lắm luôn á. Tại vì ở đây gần 4 cái trường học lận. Đó, chiều dài ở đất là tới cái trụ xi măng bên đó nha. Còn bên đây thì giáp cái tường gạch của nhà hàng xóm ngay bên cạnh nè. Ở phía sau có bụi mía nè. Trên sổ hồng á, ở sau là có hẻm 4m nữa. Mà hẻm 4m đó giờ nhà nước chưa mở. Đó, nếu sau này nhà nước mở hẻm 4m là đất được hai mặt đường luôn nha. Đây, mặt tiền ở trước đất nè cô chú anh chị. Cái đường này á, lộ giới là tới 30m lận nha. Lộ giới của cái đường mặt tiền miếng đất nè làm bự hơn những cái đường xung quanh nha cô chú anh chị. Cho nên là tiềm năng hơn nha, giá trị hơn. Mốt nhà nước lên nhựa nữa là ngon lành nha. Đi ra hướng này, một cây số là đường Ngô Quyền. Vừa quẹo trái là trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh và chợ Long Hải. Ở đây ra tới chợ Long Hải là khoảng 1,5 cây. Lên chợ Long Hoa là khoảng 4 cây. Lên tòa thánh cao đài Tây Ninh 5 cây. Vô thành phố Tây Ninh là khoảng 7 cây nha. Còn cách núi Bà Đen là khoảng 15 cây. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 75 cây số.
Đất này hướng Tây nha cô chú anh chị. Có thổ cư sẵn nha, xây cất thoải mái nha. Tổng diện tích là 163,6 m², có sẵn 100 m² thổ cư, còn lại 63,6 á là cây lâu năm. Thì cái đường lộ giới tới 30 m lận, cho nên là có 57,8 m² là nằm trong cái lộ giới. Đây, đất cao ráo bằng phẳng, trống trải sẵn này. Này mua xây nhà là thoải mái nha cô chú anh chị ơi. Dân cư rất là đông nha. Thị xã Hòa Thành là địa phương có mật độ dân cư cao nhất Tây Ninh á. Và chuẩn bị là lên đô thị loại 3. Đó là tương đương với cấp thành phố nha cô chú anh chị. Còn hiện tại là đô thị loại 4 là thị xã nha. Đây, bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Sổ hồng ngay chủ, không có qua môi giới trung gian ha. Đầu tiên mình coi cái sơ đồ nè cô chú anh chị ơi. Thì đất này là hướng Tây nè. Đó, cái đường hiện trạng ở phía trước là đường đất rộng 10 m. Còn cái lộ giới của đường này á thì sẽ mở thêm mỗi bên là 10 m nữa. Đó, tổng chiều rộng lộ giới của đường này á là tới 30 m nha. Tương lai nhà nước sẽ mở đường rất là bự này cô chú anh chị, vô tới đường Đức Khúc nè ha. Thì khi mở đường là sẽ cắt vô đất 57,8 m². Rồi, diện tích của lô đất đang cần bán nè. Chiều ngang phía trước là 5,8 m. Chiều dài là 28,5 m. Ở sau là 5,67 m. Thì bây giờ anh Vũ bán là chỉ tính 5,67 m thôi, còn cái phần dư ở trước là coi như tặng nha. Ở sau thì trên sổ là có hẻm 4 m, mà hẻm 4 m giờ nhà nước chưa mở nè. Đó, mai mốt mở hẻm nữa là được hai mặt đường luôn. Thì cái đường này mở càng bự càng rộng và lên nhựa càng đẹp nữa thì giá trị bất động sản ở đây càng lên nha cô chú anh chị. Cách cái ngã tư với đường băng 2 Trần Phú là có 10 m thôi. Thửa đất số 381 tờ bản đồ số 26, địa chỉ ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Diện tích là 163,6 m² nè. Thổ cư là 100 m² nè, còn lại đất cái lâu năm. Đó, ghi chú thửa đất có 57,8 m² thuộc lộ giới của đường 30 m. Tấn nhắc lại cái giá bán nha, 116 triệu 1 m². Giá bán nguyên cái miếng này là 657 triệu. Nếu cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ anh Vũ, số điện thoại là 094 636 0877, 094 636 0877, 094 636 0877. Gặp anh Vũ chủ đất nha. Đó, đường mặt tiền của đất là đường số 30 Ngô Quyền. Thì cô chú anh chị thấy cái đường số 30 này hiện tại là đường đất nha. Còn cái đường phía bên đây nè là đường số 28. Đường số 28 Ngô Quyền là đường nhựa. Rồi phía bên đây là đường số 32 Ngô Quyền, cũng là đường nhựa luôn. Cho nên từ ở ngoài đường Ngô Quyền á, cô chú anh chị đi bằng đường 28 vô hoặc đường số 32 vô, nó sẽ đẹp hơn đường số 30 hiện tại nha. Chừng nào nhà nước lên nhựa cái đường này thì đi vô mới đẹp được. Nói chung là sắp tới nhà nước cũng sẽ nâng cấp lên nhựa thôi, tại vì bây giờ là đang phấn đấu để lên thành phố đó cô chú anh chị. Rồi, Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Bây giờ Tấn ra ngoài đường Trần Phú, quay từ ở ngoài chợ Long Hải, Bách Quá Xanh, Điện Máy Xanh rồi đó, đi ngang trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh và chạy vô tới đây cho cô chú anh chị coi nha. Đây cô chú anh chị ơi, đường này là đường Trần Phú nè, ngày xưa gọi là lộ Bình Dương á. Thì Tấn đang đi cái hướng là từ Tòa Thánh Tây Ninh và chợ Long Hoa đi tới ngã tư Long Hải. Ở đây là ngã tư chợ Long Hải nha. Tòa Thánh với lại chợ Long Hoa là cái hướng ở phía sau lưng chúng ta nha. Còn cái hướng ở trước mặt nè, đi thẳng cỡ chừng 2 cây số là sẽ ra quốc lộ 22B. Đây, ngay ngã tư phía trước chợ Long Hải thì bây giờ mình sẽ đi vô đường Ngô Quyền. Ngay phía trước chợ Long Hải là có Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, một cái Bách Hóa Xanh. Rồi bây giờ mình sẽ chạy vòng ra phía sau lưng chợ Long Hải á, là có thêm cái Bách Hóa Xanh nữa. Đó, cái chợ này rất là bự, có tới 2 cái Bách Hóa Xanh lận. Đây, nhà lồng chợ Long Hải thì sẽ có cái đường chạy vòng tròn nha.
mình đi đúng chiều bên tay phải nha cô chú anh chị. Chợ bự nha. Ở khu vực Hòa Thành này thì chợ Long Hải là chỉ thua chợ Long Hoa thôi. Ở đây cách chợ Long Hoa là 3 cây nè. Cách Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh á là 4 cây. Đó, vòng qua bên hông của chợ thì ngay khúc này á là có tới 4 cái trường học luôn nha cô chú anh chị. Mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đó, có trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh nè. Rồi bây giờ bọc ra phía sau lưng của chợ Long Hải nha. Cũng như cô chú anh chị mua đất này, cái mình cất nhà, bạn bè người thân của mình hỏi là mua đất ở đâu, mình nói là gần chợ Long Hải, Hòa Thành, Tây Ninh. Đó, sẽ là rất nhiều người biết nha. Đây vòng ra phía sau lưng chợ nè cô chú anh chị. Bây giờ tấm quay là buổi chiều nha. Nếu quay sáng sớm thì sẽ rất là đông đúc luôn. Đây ở sau lưng chợ là có thêm cái bách hóa xanh nữa. Tiếp tục theo đường Ngô Quyền nha. Thì cái đường này á, sắp tới nhà nước sẽ nâng cấp mở rộng lên nha cô chú anh chị, làm đẹp giống như cái đường Trần Phú lúc nãy á. Ngay chỗ ngã tư nè, nếu quẹo phải là trường tiểu học, trường mẫu giáo, quẹo trái là trường cấp 2. Còn ngay trước mặt là trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh nè cô chú anh chị ơi. Đây. Từ đây chạy tới đất là 1 cây số nha. Nếu đi thẳng cái hướng này là sẽ tới ủy ban xã Trường Tây nè. Rồi hướng về Trí Quỷ Cung chợ Trường Lưu nè. Mình quẹo phải những cái đường bên phía tay phải á, là đều vô đất được nha cô chú anh chị. Tại vì đường thông tứ hướng, đường xá theo dạng bằng cờ á. Cái đường bên tay trái là đường Bầu Ếch nè, dẫn qua Nguyễn Văn Linh. Đây cổng chào xã Trường Tây, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ha. Thì cô chú anh chị xem nè, ngay chỗ này là đường số 28 Ngô Quyền, là đường nhựa. Đó, đầu đường là mấy tiệm tạp hóa bự bự đó. Còn cái đường số 30, mặt tiền của đất nè, hiện tại là chưa có lên nhựa. Đó, còn là cái đường đất nha. Rồi chạy xích tới là cái đường số 32, cũng là đường nhựa luôn. Đây. Đó, cho nên là cô chú anh chị đi tới đây coi đất mua đất thì chúng ta đi vô bằng đường 28 hoặc đường 32 này, đường nhựa cho nó đẹp ha. Bây giờ Tấn quyết định là đi bằng đường số 28 nha. Thì cái đường số 28 là ngay bên cạnh cái cổng chào của xã Trường Tây luôn á cô chú anh chị. Đây, đầu đường là mấy tiệm tạp hóa bự bự nè. Đó, mặt tiền của đất là đường 30, nhưng mà mình sẽ vô bằng đường nhựa số 28 cho nó đẹp nha. Đường xá đây theo dạng bằng cờ cho nên là nó thông hết nhau luôn. Thì sắp tới cái đường số 30 á cũng sẽ được lên nhựa giống vậy nha cô chú anh chị. Hiện tại Tấn nghĩ á, nếu nhà nước lên nhựa thì lên cỡ chừng 10 mét giống vậy thôi. Còn cái lộ giới 30 mét á, đó là nhà nước quy hoạch cho tương lai nha. Còn lâu nữa mới mở đủ 30 mét nha cô chú anh chị. Mình chạy tới cái ngã tư thứ 8 á, thì mình quẹo trái qua đường số 30 nha. Nhà cửa dân cư đông nè. À, những cái đường nằm ngang là đường nhánh của đường Trần Phú á cô chú anh chị, thì cũng đã được lên nhựa hết rồi ha. Nói chung là bây giờ Hòa Thành đang đầu tư về hạ tầng giao thông á, rất là tốt luôn. Đây, đường nằm ngang là đường nhánh của Trần Phú lên nhựa hết rồi nè. Đường có đèn đường nha cô chú anh chị ơi. Định vị Google Maps của đất, Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Đây, nhà cửa dân cư đông đúc. Bên đường số 30 á, là nhà cửa cũng đông luôn nha cô chú anh chị. Đó, những cái đường nằm ngang đây cũng lên nhựa hết rồi nè. Quá tuyệt vời luôn. Thì những cái đường này nè, chúng ta đi về hướng này là ảnh thông ra đường Hóc Trăm.
Rồi đường Hóc Trâm là anh thông ra đường Trần Phú. Đường Trần Phú thì nó thông ra đường quốc lộ 22B. Đây, tới ngã tư phía trước là ngã tư thứ 8 nè. Chúng ta sẽ quẹo trái để qua đường số 30 mặt tiền của đất nha. À, đường nhựa luôn nha cô chú anh chị. Đó, đi cứ 100m là cái ngã tư, 100m là cái ngã tư nha. Rồi đây, lô đất đang cần bán nè. Tấn sẽ ghi cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.